Xin chào các bạn, với những danh lam thắng cảnh và lịch sử ấn tượng, cùng với những món ăn cay nồng, được mệnh danh là quê hương của gấu trúc và là trung tâm kinh tế miền Tây Trung Quốc. Tứ Xuyên đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kinh tế, văn hóa du lịch của tỉnh Tứ Xuyên. Trước khi vào video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông để nhận những video mới nhất nhé. Tứ Xuyên là một trong 23 tỉnh của Trung Quốc. Nằm ở nội địa phía Tây Nam Trung Quốc và thượng nguồn sông Dương Tử. Phía đông tiếp giáp với Trùng Khánh, phía nam tiếp giáp với Vân Nam và Quý Châu, phía tây tiếp giáp với Tây Tạng ở phía tây và phía bắc giáp với Thiểm Tây. Thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô, là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Địa hình của tỉnh Tứ Xuyên phân biệt từ đông sang tây, địa hình phức tạp và đa dạng, sự chênh lệch về độ cao là rất lớn, diện tích của Tứ Xuyên là 486.000 km2. Chiều dài từ đông sang tây là 1.075 km, chiều dài bắc xuống nam là 921 km. Địa hình núi non chiếm 77% tỉnh và đây cũng là địa hình chính của Tứ Xuyên. Tiếp đến là gò đồi chiếm 12,9%, đồng bằng chiếm 5,3% và cao nguyên chiếm 4,7%. Đặc điểm đồi núi ở đây là cao ở phía đông và thấp ở phía tây. Các cao nguyên ở tây bắc và núi non ở tây nam và cao trên 4.000 mét so với mực nước biển. Các bồn địa và gò đồi ở phía đông cao từ 1.000 đến 3.000 mét so với mực nước biển. Tứ Xuyên có khí hậu rất dễ chịu và có 3 vùng khí hậu chính, đó là khí hậu cận nhiệt đới ẩm ở lưu vực Tứ Xuyên, khí hậu cận nhiệt đới bán ẩm ở vùng núi phía tây nam Tứ Xuyên và cao nguyên núi cao ở phía tây bắc Tứ Xuyên. Khu vực bồn địa Tứ Xuyên có từ 900 đến 1.600 giờ nắng mỗi năm, là khu vực có số giờ nắng thấp nhất Trung Quốc. Đến cuối năm 2011, số nhân khẩu thường trú tại Tứ Xuyên là 80,5 triệu người, đây cũng là tỉnh cung cấp nhân lực lao động lớn nhất Trung Quốc. Ở đây có toàn bộ các dân tộc được nhà nước Trung Quốc công nhận và người Hán chiếm phần lớn ở đây. Có 14 dân tộc thiểu số đã sinh sống nhiều đời tại Tứ Xuyên là Di, Tạng, Khương, Miêu, Hồi, Mông Cổ, Thổ Gia, Lật Túc, Mãn, Nạp Tây, Bố Y, Bạch, Choang, Thái. Ngôn ngữ chính của tỉnh Tứ Xuyên là tiếng Tứ Xuyên. Ngoài tiếng Tứ Xuyên, còn có tiếng Khách Gia và tiếng Thương, với các đảo ngôn ngữ phân bố tại các khu vực của Tứ Xuyên. Trong đó, những người nói tiếng Thổ Quảng Đông chủ yếu tập trung tại vùng gò đồi ở vùng biên của đồng bằng Thành Đô, vùng gò đồi Xuyên Trung và vùng núi non Xuyên Bắc, với tổng cộng 1 triệu người. Những người nói tiếng Lão Hồ Quảng tập trung chủ yếu tại vùng gò đồi Trung Thượng Du Sông Đà, tổng số khoảng 900.000 người. Tôn giáo ở đây chủ yếu là đạo giáo, đây cũng là vùng phát nguyên của đạo giáo. Điểm sinh hoạt đạo giáo núi Thanh Thành là một di sản thế giới và cũng là một trong tứ đại danh sơn của đạo giáo, ngoài ra còn có Thanh Dương Cung tại khu vực đô thị của Thành Đô. Ngoài ra còn có Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo và Phật giáo, các ngôi miếu chùa Phật giáo nổi tiếng của Tứ Xuyên có Văn Thù Viện và Đại Từ Tự và chùa Bảo Quang tại Thành Đô, Báo Quốc Tự và Vạn Niên Tự tại Nga Mi Sơn. Nga Mi Sơn cũng là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Tây Tạng phát triển rộng rãi ở khu vực dân tộc thiểu số ở phía Tây Tứ Xuyên. Về kinh tế của Tứ Xuyên, năm 2011, tổng GDP của Tứ Xuyên là 2.102,67 tỷ nhân dân tệ. Thu nhập bình quân đầu người là 21.633 nhân dân tệ. Điều kiện khí hậu thuận lợi tại Tứ Xuyên thích hợp phát triển nông nghiệp và đây là một trong những nơi sản xuất nông nghiệp chính của Trung Quốc. Sản lượng ngũ cốc gồm lúa gạo và lúa mì của Tứ Xuyên đứng hàng đầu toàn Trung Quốc năm 1999. Thu hoạch từ các loại cam chanh, mía đường, khoai lang, lê và hạt cải dầu cũng đáng kể. Tứ Xuyên còn sản xuất lượng thịt lợn lớn nhất trong tất cả các tỉnh và đứng thứ nhì về sản lượng nong tằm tại Trung Quốc năm 1999. Ngoài ra, Tứ Xuyên còn được biết đến là tỉnh có nhiều loại khoáng sản, hơn 132 loại khoáng sản có tiềm năng với trữ lượng của 11 loại, trong số đó Tứ Xuyên có trữ lượng vanadium, titanium, và lithium lớn nhất Trung Quốc. Riêng tỉnh Tứ Xuyên đã có trữ lượng 13,3% quặng sắt, 93% quặng titanium, 69% vanadium, 83% coban toàn quốc. Về công nghiệp, Tứ Xuyên là một trong các vùng kỹ nghệ chính của Trung Quốc. Ngoài kỹ nghệ nặng như than, năng lượng, và sắt thép, tỉnh đã thiết lập được một ngành sản xuất nhẹ gồm vật liệu xây dựng, làm gỗ, thực phẩm và dệt lụa. Thành Đô và Mân Giang là trung tâm sản xuất hàng dệt may và đồ điện tử. Đức Dương, Phan Chi Hoa, và Nghi Tân là trung tâm sản xuất cơ khí, kỹ nghệ luyện kim và rượu. Sản lượng rượu Tứ Xuyên chiếm 21,9% tổng sản lượng toàn quốc vào năm 2000. Đa số các công ty sản xuất xe hơi có trụ sở ở Thành Đô, Mân Giang, Nam Sung, và Lô Châu. Các ngành kỹ nghệ quan trọng khác tại Tứ Xuyên còn có kỹ nghệ không gian và quốc phòng. Một số tên lửa của Trung Quốc như tên lửa Trường Chinh và vệ tinh nhân tạo đã được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương nằm trong thành phố Tây Sương. Hệ thống giao thông ở Tứ Xuyên khó khăn do địa hình đồi núi, hệ thống đường bộ ở đây khá tụt hậu. Đến cuối năm 2011,
tỉnh Tứ Xuyên đã có 283.000 km công lộ. Tổng chiều dài đường sắt đã thông tuyến của Tứ Xuyên là 3.564 km. Tuy nhiên, mật độ đường sắt của Tứ Xuyên so với cả nước là rất thấp. Về hàng không thì ở Tứ Xuyên sân bay ở Thành Đô có sân bay với hai đường băng lớn thứ tư tại Trung Quốc đại lục sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Ngoài ra đường thủy và đường ống ở Tứ Xuyên phát triển mạnh, mạng lưới đường ống vận chuyển khí thiên nhiên đã được xây dựng từ năm 1243, sớm hơn gần 500 năm so với các tỉnh khác. Từ thời Tống, người dân Tứ Xuyên đã biết dùng các ống tre trúc để vận chuyển khí thiên nhiên, các đường ống dẫn khí bằng thép bắt đầu được sử dụng từ năm 1933. Từ thập niên 1950, các đường ống dẫn khí đã đưa khí thiên nhiên đến các thành thị dọc tuyến Thành Đô, Trùng Khánh. Đến đầu năm 2008, Tứ Xuyên đã có 7.000 km đường ống thu khí và 6.000 km đường ống dẫn khí. Chiều dài toàn mạng lưới đường ống dẫn khí thiên nhiên của Tứ Xuyên chiếm 46% toàn Trung Quốc. Hệ thống giáo dục tại Tứ Xuyên rất phát triển, trong đó có Đại học Tứ Xuyên, đây là trường đại học trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Giáo dục, là trường đại học tổng hợp định hướng nghiên cứu trình độ cao, là trường trọng điểm ở miền Tây Trung Quốc. Trường hiện có 32 học viện, đào tạo 113 chuyên ngành đại học, 162 chuyên ngành cao học, cấp học vị tiến sĩ 96 chuyên ngành và 16 trạm đào tạo lưu động tiến sĩ khoa học. Đặc biệt trường có thế mạnh về y học. Tứ Xuyên có tài nguyên du lịch phong phú, với cảnh quan tự nhiên đẹp, có văn hóa và lịch sử lâu dài, phong tục dân tộc độc đáo. Những bạn đam mê tiểu thuyết Kim Dung thì núi Nga Mi có lẽ sẽ quen thuộc nhất. Núi Nga Mi còn gọi là Đại Quang Minh Sơn, nằm ở trung nam tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi Sơn là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi Chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099m. Ở ngọn núi có nhiều chùa miếu và là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa, bên cạnh núi Ngũ Đài, núi Cửu Hoa và núi Phổ Đà. Một trong những ngọn núi nổi tiếng của Nga Mi là Vạn Phật Đính, điểm độc đáo khi đến đây là có thể nhìn thấy được bốn kỳ quan nổi tiếng của Nga Mi Sơn, gồm Nhật Xuất, Vân Hải, Phật Quang và Thánh Đăng. Ngoài ra núi Nga Mi còn là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật phong phú cùng hệ thảm thực vật á nhiệt đới. Có 242 loài thực vật cấp cao, 3.200 loài cây, trong đó có hơn 100 loài đặc thù chỉ có ở núi Nga Mi và hơn 2.300 loài động vật quý hiếm. Ngoài ra còn có bức tượng Đại Phật Lạc Sơn tạc trên vách núi lớn nhất thế giới, nằm ở ngọn Thế Loan, đối mặt với Nga Mi Sơn. Đại Phật Lạc Sơn cao 71m và được chế tác trong 90 năm, kéo dài gần cả thế kỷ. Thân tượng Phật cao 59,98m, đầu cao 14,7m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và độc đáo nhất là phần móng tay của bức tượng. Đã đến Tứ Xuyên thì bạn cũng nên ghé khu bảo tồn gấu trúc lớn nhất Trung Quốc. Khu bảo tồn nằm ngoài khu trung tâm Thành Đô và có một con đường tên là Đại Lộ Gấu Trúc dẫn đến khu bảo tồn. Khu bảo tồn cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút. Đây là nơi có hơn 30% loại gấu trúc lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao của thế giới và là một trong những nơi quan trọng nhất cho việc nuôi nhốt các loại gấu trúc. Diện tích khu này là 9.245 km2 với 7 khu bảo tồn và 9 khu danh thắng cảnh quan ở núi Chong Lai và Jiajin. Cùng với gấu trúc, khu bảo tồn này cũng là nơi trú ngụ của các loài có nguy cơ tuyệt chủng khác như gấu trúc đỏ, báo tuyết và báo gấm. Không kể các rừng mưa nhiệt đới thì nó là một trong những khu vực phong phú nhất về thực vật trên thế giới, tại đây có khoảng 5.000 đến 6.000 loài thực vật. Khu vực này là tương tự như các cánh rừng của nhiệt đới của phân đại đệ tam. Ẩm thực Tứ Xuyên bạn cũng cần khám phá, các món ăn Tứ Xuyên có thể truy nguyên từ thời Tần Hán, đến thời Tống thì đã phát triển thành trường phái. Trường phái ẩm thực Tứ Xuyên là một trong 8 trường phái ẩm thực Trung Hoa, có đặc điểm là nhiều mùi vị và có độ cay nồng, trong đó loại gia vị độc nhất vô nhị là tiêu Tứ Xuyên. Các phương thức nấu nướng cơ bản của ẩm thực Tứ Xuyên là xào, hấp, kho, và nếu liệt kê đầy đủ thì sẽ lên tới 38 phương thức chế biến riêng biệt. Năm 2011, UNESCO đã tuyên bố Thành Đô là một thành phố mỹ thực học. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh được mệnh danh là xứ sở gấu trúc. Các bạn ấn tượng về văn hóa du lịch hay ẩm thực tại đây thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông để nhận những video mới nhất từ TN Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.